Chào mừng quý vị đến với Boxcom. Trong video này như quý vị thấy thì chúng tôi giới thiệu với quý vị và các bạn mẫu chậu vuông mini của gốm nguyên phát. Chậu gốm nguyên phát thì luôn luôn có một đặc điểm là rất là dày dặn và hoa văn thì thường là sắc nét. Như quý vị thấy thì với một chiếc chậu mini cực kỳ nhỏ như thế này mà hoa văn vẫn còn cực kỳ sắc, không bị lẫn màu, không bị lem màu. Vâng, quả thật đây là một chiếc chậu mini rất là đẹp. Với chiếc chậu vuông mini của nguyên phát này thì chúng tôi có 3 kích thước. Với chiếc chậu vuông mini số 1 với kích thước phủ bì là 20x14, kích thước lọt lòng 17x13, có giá bán là 235.000 đồng, rất là rẻ. Chiếc chậu vuông mini có kích thước phủ bì 16x10, kích thước lọt lòng 14x9, có giá bán là 157.000 đồng. Và chiếc chậu vuông mini có kích thước phủ bì là 11x8, kích thước lọt lòng 9x7 với giá bán 98.000 đồng. Khi quý vị mua một bộ cả 3 chiếc chậu vuông 20, 16, 11 này thì sẽ có giá cũng rất là rẻ thưa quý vị và các bạn, 490.000 đồng một bộ gồm 3 sản phẩm chậu vuông mini. Quý vị quan tâm tới mẫu chậu vuông mini của lò gốm nguyên phát của chúng tôi thì vui lòng nhắn tin Zalo về cho chúng tôi theo số điện thoại 0966 061033 để chúng tôi được tư vấn cho quý vị và các bạn rõ hơn. Và nếu quý vị muốn quan tâm thêm các mẫu chậu, mẫu đơn khác của Postcom, hãy vui lòng vào phần mô tả dưới video này và nhấn vào link danh sách sản phẩm. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật sản phẩm mới liên tục. Đồng thời khi quý vị liên hệ với chúng tôi thì cũng sẽ nhận được những chương trình khuyến mại ưu đãi dành riêng cho bạn. Chúng tôi vừa nói rằng tổng của 3 chiếc chậu vuông mini là 490.000 đồng, nhưng khi quý vị liên hệ với chúng tôi thì sẽ có một cái giá chắc chắn là sẽ mềm hơn đấy ạ. Dạ vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành, luôn ủng hộ chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào.